Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình dẫn cả nhà đi Eon Bình Tân cả nhà ơi. Hôm nay vợ chồng mình đi ở ngoài chị giờ chán quá, vô Eon kiếm gì ăn. Bây giờ mời cả nhà vô cùng vợ chồng mình nha. Cô mua sắm mua niệm kìa em. Ghế niệm kìa. Cái này là sushi. Gỗ đi. Này cá hồi nè em. Cái gỗ đi em. Mình chỉ lấy một sửng thôi, mình còn nhiều món nữa mà. Cái này nhỏ thôi, đừng nói lớn quá. Cái này sushi, một set sushi phô mai. Cách ăn sushi phô mai hay cá hồi hả? Sushi phô mai hả? Anh ăn cá hồi hay là phô mai? Em ăn được cái gì? Em ăn được mấy cái này. Ừ, được rồi đi. Cái này là sushi chiên quá không? Để em mua giúp sức cây nè. Cái này các loại xiên que. Đó, trong vô đây là đồ ăn nhóc luôn đó nha. Đồ chiên quá trời. Cái này là xúc xích. Cái này gì ta? Hàng bán chạy nhất là da cá hồi. Cái này là mì ô đông bò. Cái loại 39.000 một phần. Thôi đừng ăn mì, em ơi, ngán mì quá. Cái này là cơm bò gia đình, là các loại gà. Gà chiên bún than, chắc là quay bún than quá. Bún than là 35.000. 35.000 một hộp bún than gì nè. Cái đó gì? Bún than. Bún than hả? Bún than một hộp nhiêu? 35.000. Lấy hai ghẹ vô luôn. Mình kiếm ghế ngồi đi. Kiếm ghế ngồi đi. Cái này mình ăn ở đây là bắt đầu mình phải cho người ta đổ nước vô. Đông quá ha, nhiều chỗ nhiều người ăn đông quá ha. Quá trời đông luôn. Giờ phải kiếm ghế trước mới có chỗ để ngồi. Ăn món gì mua luôn đi con. Cái này là lẩu. Lẩu hải sản, trời biết nãy mua cái lẩu hải sản này nè. Quá ngon, có mực, bò viên, còn nhiều cái phim chổng dữ lắm luôn đó nha. Chị bưng cái mâm luôn hả kìa. Cái này là tương ớt. Cái này ai ăn cái gì là tự đi lấy rồi cả nhà. Đây bún than có con ghẹ. Bún than có con ghẹ. Ở đây bán rất là nhiều món, món gì cũng có hết á. Nãy không mua cái gì, không kêu cái gì. Đó. Gà gì? À cái đó. Gà gán ăn. Cái này là cơm. Ăn không dễ luôn đi. Cậu lấy ra đi. Thôi ăn trong đây luôn đi. Ừ. Cái để mình coi cái bún than nó có cái gì ở đây. Mình coi đi. Cái con này là cái con gà nè. Bún than là có gà, trứng. Trứng chiên, trứng sắc nhuyễn á. Trứng chiên. Nấm lâm cô. Rồi cái này là chả. Còn cái này là mình mua thêm mình bỏ vô. Đó, bún than là gồm có vậy á cả nhà. Em nặng chanh chưa? Đã lụi. Anh nặng em. Nặng chanh chưa? Anh nặng vô anh đi, em không nặng chanh. Ớt mình bỏ vô. Thôi vợ chồng mình mời cả nhà cùng ăn bún than với vợ chồng mình nha. Vợ chồng mình mời cả nhà ăn bún than với vợ chồng mình nha. Ở đây là sushi chiên. Bây giờ mình mở nắp sushi chiên vô đây. Gà ở đây nó sắc nhuyễn nó xé hết rồi em. Xé hết rồi. Gà xé hết rồi. Mình thử miếng sushi đi anh ơi. Mời cả nhà ăn sushi với vợ chồng mình nha. Mời cả nhà ăn sushi nha. Chấm nó tươm luôn hả? Chấm nó luôn lên. Mày dẻo quá. Dẻo ngon ghê quá. Sushi này ngoài giống làm bằng nếp ra đó. Không hả? Cái này sushi chiên á. Ngon. Có thịt cua với trứng. Có hỏi nè. Có hỏi nè. Cái đó thịt cua. Cua hả? Cái này chắc cầm luôn quá. Không, sushi chiên ngon.
ngon mà, ngon hơn. Cái này ngon hơn. Cái này hút nước sốt vô. Cũng thà mới ăn lần đầu tiên à. Cái gì vô eo anh đây là mình tăng này tăng. Vừa đi chơi mệt rồi ăn luôn đồ à. Đồ ăn là nóng luôn cả nhà, nóng luôn, ăn nóng cái gì cũng có chứ mà đó. Đồ nướng, đồ khô, gà, các loại cái gì cũng có luôn. Tại giờ mình có dịp đi ngang đây, mình đi công chuyện cái sẵn mình ghé đây luôn á. Mà tôi quên nữa, không ghẹ tôi cắn ăn. Dễ em ơi, cắn đau lắm á. Em đâu cắn cái đó đâu. Dòng thịt này quá trời luôn. Thơm. Đúng nha. Dòng thịt với thịt gà. Với cái gì, củ cải gì tùm lum á. Công nhận làm nóng ha. Không hỏi ha. Ăn nhanh đi chơi mà. Nó lâu được đi chợ đi chơi một bữa. Đây món gì cũng có bán hết, đủ rồi hết. Không. Ừ. Nó trong điên vòng. Điên vòng ăn tiếp không? Điên vòng mình quay cho cả nhà coi á. Ừ. Món này muốn bún thang mà chưa giờ em chưa có ăn luôn. Cơm ngon quá, béo béo. Một phần thì 35 ngàn. Mình mua là người ta không có trụng ở nhà. Ở trong cái mình ăn là người ta mới trụng. Nên mẹ ta trụng sơ rồi ta đổ nước. Mà các loại thịt ta lấy xương đồ ra hết rồi. Thịt gà đồ còn nạc không à. Không ngon quá. Nói chi gì cái hồi ai mà không biết ăn không được không? Tại em không biết ăn nên em không có lấy á. Tại mình thấy bún thang ăn lạ lạ không, mình ăn thử đi xem sao. Lần đầu tiên đi vô trong một siêu thị mà ăn cái này đó nha. Nó ngon chứ. Trước mình vô mình ăn gà đâu không à. Ăn gà nén đâu không à. Nhưng mà mấy ngày thứ bảy nhật mấy cái ghế này mà có ngồi mới lạ. Nãy em kêu lại kiếm ghế ngồi trước rồi để chút mình ra cái không có ghế ngồi. Ngồi canh ghế hơn canh tiền. Mình ăn xong là tự mình đậy nắp lại đem đi dẹp luôn á. Đúng vậy anh. Ăn cơm cuộn em, nãy nói đói bụng á. Cơm cuộn á mình không ăn để dòm được, trong thị ăn mới cho hết, nó bỏ. Món cơm thì ngon. Nó cho hết ăn hết thiệt á trời, trời ơi. Ơi. Đông lắm anh, giờ vắng mất rồi. Ừ. Giờ đi mua đồ lại người ta ăn tiếp. Thôi nước thích ăn mất rồi. Nó cay. Ê, cái gì hả? Bây giờ đem đi bỏ vô thùng rác á. Mình đi tiếp hả? Rồi mình ăn xong mình dọn dẹp sạch sẽ rồi, bây giờ mình đi tiếp. Bây giờ đi vòng cả nhà ơi. Ở trong đây mình phải đeo khẩu trang vô rồi. À, quên. Tại khu công cộng á. Quên. Ê. Phiếu. Giờ mình đi, mình kiếm cái món gì ăn giặt á. Thôi đi chơi vòng chơi rồi. Thôi mình đi. Trà sữa 17 ngàn. Trà sữa, nước bông cúc cũng 17.600. Uống này cho con uống nè.
nguyên lọ bánh mì luôn. Ở đây lọ bánh mì đủ loại luôn. Quầy bánh ngọt á. Đây là bánh trứng. Trời ơi, vẫn là ăn đồ ngọt không ta. Bánh bông lan 9.800 một cái. Bánh cốm bảy màu. Bánh rùa nốt. Bánh rùa nốt. Màu hồng. Màu hồng. À, màu hồng. Bánh rùa nốt màu hồng. Chồng ăn màu nào chồng? Chồng ăn màu nào? Tôi không ăn. Mấy này tôi không ăn đâu. Tôi giác ngọt lắm. Bánh rùa nốt. Cái này là cái gì hả con? Trà sữa. Trà sữa hả? Em trái cám nè, em trái cám nè. Hả? Trái cám nè. Trái cám. Ở dưới quê là trái cám á. Cái này là bánh gì ta? Đây, bánh mì phô mai. Trà bông. Trà bông, quên. Cái này là bánh xúc xích. Bánh mì xúc xích. Em ăn bánh mì gì? Em thích ăn bánh kem à. Trời ơi, vô nguyên cái khu vực bánh đó, thơm, nước mũi luôn đó nha. Không, ăn phải không? Ủa, mình nói mày ăn bánh phô mai. Con ăn bánh phô mai trứng muối phải không? Ở trong có tan chảy không? Cái bánh này là bánh bông lan 4 màu 39.000. Nhiều? 39.000. Bánh kem. Ủa, cái này bánh gì? Kem à? Kem à? Cái là bánh gì vậy ta? Bánh kem đậu. Hả? Kem à? Kem hả? Bánh cái này bánh gì ta? Bánh kem hả? Rồi thôi mình đi tính tiền đi ha. Mình đi tính tiền thôi. $76,000. Ủa, cái này là sushi nè. Mỗi cục là 9.800 một cục. Cái này gì em? Đồng giá sushi á anh. Sushi trứng cái gì ta? Cá chuồng đỏ, trứng cá chuồng đỏ. Cái này là cá chuồng vàng, cá chuồng xanh, em đọc màu. Này mực. Bạch tuộc. Bạch tuộc châu Phi. Bạch tuộc châu Phi. Cá hồi. Còn bên đây là khu ẩm thực, còn khu đây là khu trái cây cả nhà. Trái cây. Khu ẩm thực, khu trái cây. Cái này đi biết chừng nào hết rồi. Cả nhà ơi, mệt quá rồi. Bây giờ chồng về cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký, chia sẻ cũng như để cho quý vị nhé. Nếu mà có ăn được những clip tiếp theo.